Cá tốt chứ? Cá tốt chứ cá Cá tốt chứ cá sa? Esse semente quanto pronto? Bué! Vai sair o bué! Hoje eu vou ao VC bairro aqui, semente e batata. Obrigado. Đưa mấy đưa cho anh Đông 14, 14 khay. Đưa anh Đông rồi. Đây, củ nhỏ này. Như bây giờ tròn ấy không sợ hỏng hỏng nhiều. Đây, cũng hỏng nhiều đấy. Hỏng hỏng nhiều đấy. Tròn tròn ra không nó lây, khoai tây nó lây. Ok, hello chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Lê Vlog của Sở Châu Phi. Đấy, hôm nay là mới đi mua thức ăn cho dê nha các bạn. Cái này là bảng ngô. Đây, bảng ngô hôm kia mình có quay cho các bạn xem ấy. Đấy. Mua 20 bì. Ngày mai là mua thêm 20 bì nữa để chất vào kho để dự trữ lương thực cho dê nha các bạn. Đợi mùa mưa rồi trồng cỏ lai voi ấy thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Mà sau khi có cỏ lai voi rồi, mình cũng sẽ mua cái này. Thực đơn của dê là sẽ là trưa với là chiều là sẽ ăn cái này. Còn sáng là sẽ ăn cỏ lai voi nha các bạn. Video chính hôm nay là không phải là về cái này mà là sẽ về khoai tây. Khoai tây hôm kia mình thu hoạch cái cũng rất là nhiều, đâu đó 50 khay. Mỗi khay như thế là rơi vào tầm đâu đó 20 cân, 22 cân. Thì mình sẽ chia cho tất cả các bạn của tất cả anh em như anh Đông Bao Lù này, và anh Hùng Kaka này, anh Quang Dũng này, anh Linh Philip này và anh Nhân. Đấy, thì chia đều mỗi người tầm đâu đó là 8 đến 10 khay. Khay để làm giống luôn nha các bạn. Mình sẽ không bán nữa và mình sẽ tặng trực tiếp cho tất cả anh em Việt Nam để anh em Việt Nam ủ làm giống để trồng cho mùa mưa này luôn. Đấy, củ to, củ nhỏ gì đều đưa đi trồng hết luôn nha các bạn. Cái này là thử nghiệm. Đấy, mình đã thử nghiệm mùa khô là thành công 100% rồi. Thì bây giờ là muốn chơi lớn một tí. Đấy, đó là đến cái mùa mưa này, thời vụ này là sẽ trồng khoai tây nó sẽ như thế nào. Và khoai tây, tất cả những cái mảng gì làm thì nó sẽ có xác suất phần trăm và thành công và thất bại. Đấy, thì mình nghĩ là nếu mà mùa mưa nó chỉ có là khó khăn là về sâu bệnh và úng, bị úng giống ấy các bạn. Khi mà các bạn trồng ấy, mưa nhiều ấy và lạnh ấy, nó sẽ úng cái khoai tây đấy đi. Mình sợ úng với lại sâu bệnh, nhưng mà cũng phải muốn thử để xem như thế nào nha các bạn. Tại vì khoai tây này tiêu thụ ở Angola nó phải là nhất nhì Angola rồi, nên là cái này lương thực cũng là chính để mà có thêm thu nhập cho dân bản. Ngô là lương thực chính đi, còn khoai tây thì sẽ là một cái doanh thu của dân bản. Còn cái ngô là người dân bản sẽ cất trữ để mà lương thực mùa khô để ăn hoặc là gì đấy. Đấy, ok, thì mình nói qua như thế và để cho anh em bưng hết tất cả những bao bì cho dê ăn này, rồi tí ở mình sẽ chở khoai tây nha các bạn. Chở khoai tây đi bản, chắc là đi bản anh Đông và anh Hùng trước, tại vì cũng gần đây. Bản anh Linh Philip với là anh Quang Dũng thì hơi xa một tí, chắc là để hai anh tự làm video để lên lấy về tặng cho bà con nha các bạn. Mình tí là chở tiện đường là vào Longoli này, và cái bản anh Hùng là sẽ 20 khay giống. Khoai to, khoai nhỏ là gì hết là đi trồng hết nha các bạn. Ủ lên giống hết, to thì cắt ra. Đấy, to thì cắt ra, ủ với là xi măng. Ok các bạn, hôm nay là ngày thứ hai. Là mình đưa tất cả khoai tây giống này để đưa cho anh Đông và anh Hùng nha các bạn. Còn anh Linh Philip và anh Quang Dũng ở xa quá, như hôm qua mình nói ấy, là sẽ tự làm video đến đây lấy giống nha các bạn. Rồi bây giờ là sẽ để chia nhá. Chia cho anh Đông, anh Hùng nhá các bạn. Cho lên. Hai to, hai nhỏ rồi đấy. Chưa? Yeah.
Vâng, là dạ quan tù hả? Đó là 2 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 Sega ở cái giờ C Sega ui nó còn nhiều lắm các bạn ạ, đang nhiều lắm, thế thì cho lên tiếp, cho lên tiếp đi. Mete mai lesi mai depo amara. Rồi, quá đẹp rồi. Để tính chia đều cho anh Hùng và anh Đông lên nha các bạn. Nhiều lắm, từng này các bạn trồng quá nhiều luôn. Rồi, quá đẹp. Đẹp. Esse lá em cima também. Não, entra lá. Không biết là cái đa kia, không biết là cái kia có bỏ lọt nhỉ. Hai mươi sáu cái khay này nhiều giống lắm. Thôi bây giờ là sẽ cho anh em ăn ăn uống nghỉ ngơi rồi đi lên bản Lồng Gô Lì và bản của anh Hùng nha các bạn, để bàn giao lại cho anh Hùng và anh Đông để nhân giống cho người dân vào cái mùa mưa này. Hiện tại là mình đang đi vào nơi mà anh Đông đang hỗ trợ người dân là khai hoang và trồng ngô ấy các bạn. Nghe nói mình thấy trên video là cũng rộng lắm, 15 hecta mà. Nhưng mà đến đây là mình không biết là có đúng đường hay không. Thấy cái đường sao mà thấy là lạ. Hôm kia là anh Đông chỉ cho mình một lần rồi, nhưng không biết là phải ở đây không nhỉ. Sao này nhìn hai bên này không có nhà cửa đâu. Chắc phải đi vào sâu hơn nữa. Bản này ở sâu. Ôi đói rồng ơi. Đói rồi. Hả? Có gì ăn không? Có gì ăn đấy. Đây đi cả trưa chứ còn chắc nước lọc không. Ôi đói rồng ơi. Hả? Rồng ơi. 15 hect. Hả? 15 hect à? Ừ. Đói trồng ngô đẹp luôn đây các bạn này. Anh đang trồng sắn này. Anh đang trồng sắn đấy à? Trồng sắn trước vì trời mưa. Mình đi tè nhá. Rồi bây giờ là bàn giao lại cho anh Đông và người dân ở Lồng Gô Lì là 14 khay. 14 khay à? 14 khay để làm giống. Anh chỗ này không chỗ để trông, để khả năng mà để tí đưa vào trong. Làm giống. Đưa vô trường bàn làm giống. Rồi sau tầm tháng đưa ra đây mà trống. Tầm tháng, hơn tháng nữa. Vô OVC Bayru Lồng Gô Lì Cats Cementi Batata Vô Đa Ê Lì Camono Anga Si Đa Daily, depois vai bombar trabalho. Quando saiu, né? Pronto, né? Deve ir tudo cara a cara, cara. Já? Đấy. Nói chung là quem não trabalhou, não pode. Não pode depedi. Sim. Quanto quem não trabalhou, né? Não pode dar.
¿Cuánto es si sale pronto? ¿No puede dar? Sí, hola, ¿quién trabaja con eso? Después de pedir, pronto ya, de pedir. ¿Ya? De pedir. Un gallo de 10 kilos, 20 kilos, le va a volar, se vende medio, compra cosa. Sí, perfecto, bon. Đấy, mình nói với người dân rồi, những người nào mà không chung tay vào trồng khoai tây với là anh Đông ấy thì người ấy sẽ không có, không được hưởng cái số khoai tây sau khi lên thành quả ấy các bạn. Là người dân đâu làm cái gì thì làm, nhưng mình cũng phải giúp cái người mà cố gắng thôi. À, tôi đủ. Tại vì cái này nhỏ tôi à, chia cho đều. Thế cá tốt chứ? Cá tốt chứ cá xà? Cá tốt chứ cá xà? Esse semente, quanto pronto? Bué! Vai sair o bué! Conta quanto? 5, 6? Sete. Dạ. Mười bốn nhiều lắm đấy. Nhiều lắm đấy. Quanto? De quante? 2, 4, 6, 8, 9. Nove. Dez. Ok. Onze. Dois. Três. Então tudo, semente, batata, ele controla. Vou dar meter do sal. Quanto se esse saiu pronto, né? Sim. Quem não trabalha, começo. Não pode dividir. Tá vendo? Do meio também, tudo também. Aqui, tudo ali, tudo pessoal. Não, não é ganhar isso. Quanto trabalho, semente, com isso. Quanto saiu pronto, né? Esse dá cara, tudo dividir. Tia tô, tia tô, né? Meio também. Depois saiu. Arrumar, depedir. Vai trabalho. Suva já vi. Tá aqui, bem grande. Esse mete sua semente, depois saiu pronto, cometem dinheiro. Bué? Rồi, bây giờ là để em đi lấy anh Hùng đi. Kế của anh Hùng nhá, 2, 4, 6, 8, 10, ôi nó sao được 10 nhỉ? 2, 4, 6, 8, 10, ôi sao lại được 10 nhỉ? Thế là thiếu rồi. Đó mày đấy, mày buồn phải không? Lúc này điểm 22 mà. Rồi, chắc là ở Anh Đông là số lượng dân là quá nhiều, nên là mình cho giống Anh Đông là nhiều hơn một chút. Nhiều hơn, chứ anh Nhân là có 8 thôi, 8 khay thôi. Anh Dung với anh Linh là được mọi người 12 khay, 10 khay thôi. Anh Hùng có 10 khay. Anh để anh trồng mạnh luôn, trồng sắn. Con trồng sắn anh còn khoai một mảnh. Đấy. Bây giờ là anh em sẽ nỗ lực hết sức là cấp giống các kiểu cho người dân làm. Một vườn mẫu. Dạ, ta bỏ nhá. Đa đao mà bê dụ. Ôi vì xe, tu đủ xe men, khi nào bà đao mà bê dụ. Bố kì. Bố kì. Ta hồ vì xe bùe, nó đa bao mà bê dụ à lì. À mẹ ta để cái lì phê dụ. Rồi, ok, bây giờ đến chỗ anh Hùng nha. Chắc là đi vào đi về trang trại lấy thêm 2 khay nữa cho đủ 12 khay cho anh Hùng. Nhiều lắm đây nhỉ, từng này là nhiều lắm ấy, từng này là 14 khay là nhiều lắm.
Es bueno, ¿eh? Se mente. Es cuanto pronto. Pues ahí, bueno. 50, 100 casas, eso mismo. Dividí cada dos casas. Bon. Ở thì anh chờ vô nhà ai đây bàn giao cho trường bàn hình như có những cái khu này thì bồ đi bồ ra đây thay mặt người dân cảm ơn em hello muito obrigado obrigado ya ta bỏ nhá ta bỏ nhá rồi bây giờ đi thôi ăn đâu uống nước no đây ăn gì nữa. Thôi, chào nhá. Ăn một ngô một cái không? Hả? Ăn một ngô một cái thôi, giờ đi luôn rồi. Đi luôn đi, cho kịp chứ không phải muốn. Thế nhá. Ok. Ok nha các bạn, bây giờ là đến bản của anh Hùng rồi. Bây giờ là, hôm nay để cho em tập cái xe vào đây cả. Hùng ca ca. Ô, đi đâu rồi? Ok. Rồi, ô. Anh Hùng đâu nhỉ? Để bàn giao. Ê, ê. Ca cao anh đi. Hả? Ta đồ caro. Ơi ngủ ơi, đâu này các bạn này. Sớm à. Ây da, từ từ. Chà, mọi người lâu quá các bạn ạ. Ngủ rồi. Chờ anh em đi lấy khoai tây lâu quá là ngủ à? Hả? Đâu đây? Chị đây. Chị đây. Vậy thôi. Chị đây. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hả? Camera kia. Camera kia cơ mà. Không, xe chạy đi. Ôi trời, xe chạy. Xe chạy đi. Ngủ mơ à? Ông ngủ mơ. Mệt quá đi. Kêu người dân ra bàn giao là khoai tây đi. Khoai tây rộng. Để trống. Viva! Viva! Batari. Tudo bem? Obrigado, pai. Tá tudo bem? Porque é Saudi, né? Ông 80 tuổi. 80 tuổi. Dạ. Hoje vou você bairro aqui semente batata. Obrigado. Dạ. Rồi, đây là bản của anh Hùng. Anh Hùng thì đang ngủ trưa nha các bạn. Hiện tại bây giờ là cũng cũng không phải trưa nữa. Lúc đó là cũng 15 giờ rưỡi rồi. 3 giờ chiều. Nhưng mà thường làm mệt quá thì dừng xe lại hò để mà ngủ nghỉ đây các bạn. Ôi. Ê. Vào rồi, vào. Chờ tí mà mình 5 tí ngủ quên rồi mọi người ạ. Một tiếng. Ôi trời, khoai tây rượt. Nhiều chưa? Ôi, khoai tây ngả nghiêng rồi. À chưa đâu. Ấy thảo cái dây rồi. Aqui. Ba la. Ok, người dân mừng quá, người dân hát
không cái này là bàn giao nên là nó chuyển nha các bạn. Đấy. Đô giữ cát xe nhá. Tu đủ xe men thì batata. Subi, siêu subi tiết à. Subi tiết à, mẹ tên đủ sao nhá. Đưa mấy đưa cho anh Đông 14. 14 khay. Đưa anh Đông rồi. Đây, cù nhỏ này. Như bây giờ tròn đi không sợ hỏng nhiều lắm. Đây, cũng hỏng nhiều đấy. Hỏng nhiều đấy. Tròn ra không nó lây, khoai tây nó lây. Mấy cú này là giống đấy anh. Giống đấy. Đấy, to thì cắt ra. To cắt đôi ra. Vâng. Sao to không cho vào ấy luôn. To thì cắt đôi ra đỡ phí. Đó. Này, tặng anh củ khoai này, ngày này đi. Cái này sợ hủ ca này tí để bảo bà con ninh xương lắm. Cái này chống này hợp lý này, cái này là hầm xương là được rồi. Hầm coi dê trong bản này không ai đưa ra giờ hầm hết thì chết giờ. Xương. Đang bị đi lắp mấy cái năng lượng mặt trời mà không biết là lắp ở đây được không? Ui, đây. Anh đi xem đi, xem coi đang khám phá đang. Đang đi khảo sát để nghiên cứu lắp cái hay dựng. Đang thử hai cái hai đầu này đúng không? Thả ra đây à? Được thế thì con gì băng? Thả ra đây đúng không? Thả đâu được, lắp lên là được. Ok. Oh my value. Esi turu cementi. Vô vi se bai ru ya. Vô vi se bai ru. Cementi. ST OTA nè, ta internet nè, sì, vode, luca, controllare su, lu famiglia, cai na trabalio, na bode, quanto bronto na bode DVD, memo trabalio, hola, cai trabalio, bode, quanto bronto, vo vise, DVD luca ya, 10 kilo, 20 kilo, na cai na trabalio, sega. Bara. Sì. Già? Ok. Thế thì rồi đặt niềm tin vào anh Hùng thôi để bàn giao lại cái này cho anh Hùng. Anh Hùng sẽ đi ủ giống, anh kiếm cái nơi một nơi mà ủ để mà lấy cái khay này, mai lấy khay để thu hoạch hành này. Tí nữa anh tìm được 6 tí anh dám về chứ. Đấy. Chở cái này về đúng không? Chở cái khay này về để mai thu hoạch hành này. Là thu hoạch à? Thu hoạch hành tiếp đấy, lại có giống, lại có giống đấy. Để bôi vô tới đây cement thì sẽ bôi là bôi pha gen đam mèo, bôi cement thì. Dạ. À. đang kể là ông đang kể là thằng này là trang trại lớn lắm. Cá gỗ. Consegui apanhar e peixe da mão, né? Ah, na mão. Ei. Que está no fundo. Quê với cả bà con ông này là biết bắt cá dưới nước đấy, gọi cá, biết gọi cá bắt chà ma. Ok. Ya, esse vai começar seu cacá, já? Eu sou de Sali, já? Ok, eu vou. Ngày hôm nay là đi chuyển được 26 khay bản của anh Hùng và bản của anh Đông. Anh Đông thì nhiều hơn một tí tại vì chỗ anh Đông mà đang làm ấy cũng rộng nên là cho anh Đông 14 khay, còn anh Hùng 12 khay. Còn anh Linh Philip với là anh Quang Dũng sẽ vào trong trang trại lấy. Và còn anh Nhân thì hôm qua mình đưa có 9 hay 8 khay gì đấy. Ok. Bây giờ là thôi, cũng muộn rồi. Kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Nhân Châu Phi để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Nói mà líu hết cả lưỡi ấy các bạn ạ. Do là cũng một phần là đói quá. Dạ. Tớ liếu mày nhá. Esi de Nero. Quanto buru esi cementi. Mete ota quanto buru tu. Bue. Nhiều lắm đấy anh ạ. Nhiều lắm ấy. Trồng nhiều lắm ấy. Đúa luôn.